Quy trình phát triển một cây đọt. Để chăm sóc được một cây sầu riêng khỏe mạnh, thân cành to khỏe, cây đọt dài, lá to, dày, có thể cho trái chín ở độ tuổi 3,5 đến 4 năm thì đòi hỏi rất nhiều yếu tố. Thứ nhất, đất đai phải thoát nước tốt, không bị ngập úng, nhiễm mặn, nhiễm phèn. Bà con hãy xem lại video chia sẻ về cách xử lý đất, lên mô, xẻ rãnh khi canh tác cây sầu riêng. Thứ hai, phải có được cây giống đảm bảo chất lượng. Bà con hãy xem lại video chia sẻ cách chọn cây giống sầu riêng. Thứ ba, nguồn cung cấp nước, chúng ta phải lắp đặt hệ thống tưới. Như thế nào để cung cấp đầy đủ lượng nước cho cây trồng, đảm bảo về độ ẩm, không dư cũng không thiếu. Thứ tư, chúng ta cần phải có một quy trình kỹ thuật chăm sóc, quản lý sâu bệnh hại theo từng giai đoạn sinh trưởng, phát triển của cây trồng. Và hôm nay, tôi sẽ chia sẻ cho bà con về quy trình kỹ thuật chăm sóc, quản lý sâu bệnh hại trong giai đoạn kiến thiết cơ bản trên cây sầu riêng. Chúng ta sẽ bắt đầu từ giai đoạn lá già. Khi lá già thì rễ cũng sẽ già. Bởi vì sao? Lúc này lá cây đã thuần thục rồi, có thể quang hợp để tự tổng hợp chất dinh dưỡng cung cấp cho cây. Nhiệm vụ hút dinh dưỡng từ rễ cây cũng ít lại nên rễ cây sẽ già đi. Vì thế, vào thời điểm này chúng ta cần phải kích thích cho cây ra thật nhiều rễ mới, thì mới có thể hấp thu tốt được cái lượng dinh dưỡng còn tồn dư trong đất và lượng dinh dưỡng mà chúng ta sẽ cung cấp thêm cho cây trồng khi cây bắt đầu phát triển một cây đọt tiếp theo. Và một vấn đề cũng rất quan trọng trước khi chúng ta kích thích, tạo dàn rễ mới cho cây, đó chính là việc quản lý pH đất. pH đất lý tưởng dành cho cây sầu riêng nằm từ 5 đến 7. Có nhiều nguyên nhân làm cho pH đất thấp, chẳng hạn như do xà cấu đất, đất cát, đất đồi dốc dễ bị rửa rồi dinh dưỡng. Do chúng ta bón các loại phân hóa học có tính chua như sunfat amon, kali clorua, super phosphat. Do quá trình canh tác lâu năm, lượng dinh dưỡng trong đất bị mất đi mà chúng ta không bổ sung lại đầy đủ cho đất, làm cho đất bị bạc màu, do đất bị nhiễm phèn. Đối với bà con canh tác ở khu vực miền Tây hầu như tỉnh nào cũng bị phèn, ở các mức độ nặng nhẹ khác nhau. Khi mà pH đất thấp, tính chất hóa học của đất thay đổi, các nguyên tố gây ngộ độc cho cây như sắt và nhôm ở nồng độ cao, hạn chế sự sinh trưởng phát triển của cây, giảm hiệu quả phân bón. Để giải quyết vấn đề này, bà con có thể sử dụng biện pháp đơn giản và cũng rất hiệu quả là bón vôi để hạ phèn, cải tạo đất. Lượng vôi bón tăng giảm phụ thuộc vào chỉ số pH đất và độ tuổi của cây. Ví dụ như cây 2 năm tuổi, bà con sẽ bón khoảng 1-2 kg. Cây 3 năm tuổi bà con sẽ bón khoảng 2-3 kg. Nhưng không phải bón vôi vào là pH đất của chúng ta tăng lên ngay lập tức. Nó cần phải trải qua một khoảng thời gian lâu dài để đạt được hiệu quả cao và nhanh hơn. Bên công ty chúng tôi có cung cấp một dòng sản phẩm để hạ phèn, tăng pH. Đó chính là pH đất Ấn Độ. Ngoài việc nhanh chóng hạ phèn, một ưu điểm nổi bật của sản phẩm này là bà con có thể phối trộn chung với các dòng phân bón khác, cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng để tối ưu hiệu quả. Công ty chúng tôi đã cho kết hợp sản phẩm này với một sản phẩm chuyên kích rễ cho cây trồng. Chúng ta có thể giải quyết hai vấn đề cùng một lúc, đó là vừa hạ phèn, vừa kích rễ. Và công ty chúng tôi cung cấp một dòng sản phẩm Austin. Đây là một dòng sản phẩm chuyên dùng để kích thích cây ra rễ mới. Sau khi giải quyết được vấn đề từ đất và bộ rễ cây trồng, lúc này chúng ta sẽ cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng để cây hấp thụ và phát triển cơ đọt mới. Khi cây bắt đầu nhú mũi giáo, phân bón mà chúng ta dùng ở thời điểm này sẽ là những dòng phân bón đạm cao. Loại phân bón thông dụng mà bà con có thể dùng ở thời điểm này sẽ là 30-10-10. Như bà con thấy, công thức phân với tỷ lệ 3-1-1, lượng đạm gấp 3 lần lượng lân và kali. Công thức đạm cao như này sẽ giúp cây ra đọt nhanh và rộ. Đồng thời, chúng ta sẽ kết hợp phun kéo đọt. Dinh dưỡng qua lá là lượng dinh dưỡng mà cây sẽ hấp thụ ngay lập tức. Bộ đôi sản phẩm kéo đọt mà chúng tôi sử dụng vào thời điểm này chính là vọt đọt thái kết hợp với rút nano. Vọt đọt thái chứa các chất điều hòa sinh trưởng, kích thích cây ra đọt nhanh, dài và đồng loạt. Rút nano cung cấp các axit amin thiết yếu cho cây trồng, giúp đọt ra mọc, lá to. Khi phun các loại dinh dưỡng qua lá, bà con có thể kết hợp thêm các loại thuốc quản lý sâu rầy để tiết kiệm công lao động, định kỳ 10 ngày phun một lần. Một cơ đọt sầu riêng hoàn chỉnh mất khoảng 45 ngày nên đâu đó chỉ cần 3 lần phun, 2 lần phun kéo đọt khi cây bắt đầu nhú mũi giáo. Và lần phun thứ 3, chúng ta sẽ phun mở lá và làm già lá đồng loạt. Ở lần phun này, bà con có thể sử dụng 15-30-15 kết hợp với amino hữu cơ và combi xanh. 15-30-15 với công thức lân cao sẽ giúp cây đọt già đồng loạt. Amino hữu cơ cung cấp các axit amin thiết yếu, là thành phần chính giúp cây tổng hợp protein, làm cho lá to và bóng mượt. Combi xanh cung cấp các vi lượng thiết yếu như kẽm, magie, mangan giúp cho lá xanh và dày. Đối tượng dịch hại chủ đạo mà chúng ta cần quản lý chặt chẽ, xuyên suốt trong quá trình phát triển cây đọt đó chính là rầy xanh. Để quản lý rầy xanh hiệu quả, bà con nên kết hợp cả hai dạng thuốc là thuốc dạng bột và thuốc dạng nước. Bên công ty chúng tôi cung cấp hai dòng thuốc dạng bột, đó là và đằng thái 95 VKB với hoạt chất thiosulfat sodium và dập dịch rầy 95 SB với hoạt chất catap hydroxide. Chúng ta sẽ luân phiên hai hoạt chất thuốc dạng bột này
kết hợp với sản phẩm kiến vàng diệt trừ sâu rầy 550S với hoạt chất thiamethoxam và profenofos. Bà con có thể tham khảo thêm cách quản lý một số sâu bệnh hại chủ yếu trên cây sầu riêng, chẳng hạn như quản lý nhện đỏ, sâu đục thân, bọ ngâu, nứt thân xì mũ, vàng lá thối rễ, đốm lá, vân vân ở một video khác mà chúng tôi đã làm. Đối với phần dinh dưỡng qua vùng rễ, sao cửu phân bón 30-10-10 để giúp cây ra đọt nhanh và rộ. 15 ngày sau chúng ta sẽ bón cửu phân thứ hai. Thời điểm này đọt đã nhú rộ và một số đọt sẽ bắt đầu xòe 1-2 lá đầu tiên của cây đọt. Lúc này, nếu bà con muốn đọt đi nhanh và cũng muốn dày lá, thì bà con có thể bón DAP kết hợp với 30-10-10. Còn bà con nào muốn đọt đi chậm hơn một tí, nhưng mà chắc khỏe thì chỉ cần bón DAP thôi. 15 ngày tiếp theo, lúc này cơ đọt đã được 1 tháng. Thời điểm này lá đã bắt đầu chuyển lụa. Loại phân bón mà bà con dùng ở thời điểm này vẫn là DAP để giúp lá dày và xanh. Bà con có thể kết hợp thêm humic để giúp cây đọt xanh bóng hơn, sậm đen. Bên công ty chúng tôi cũng có cung cấp một dòng sản phẩm, đó là Powder Canada. Sản phẩm này khác biệt với các dòng sản phẩm humic trên thị trường ở chỗ chúng tôi có bổ sung thêm các trùng vi lượng thiết yếu giúp cây trồng phát triển khỏe mạnh. Nhưng một điều lưu ý khá là quan trọng ở thời điểm này chính là cây đọt ở trên vườn chúng ta có đồng loạt hay chưa. Nếu chưa đồng loạt, bà con sẽ gặp trường hợp là một số cây lá đang chuyển lụa, một số cây khác đang mở lá và những cây khỏe hơn lá đã bắt đầu già. Trong trường hợp này thì sẽ rất khó khăn cho chúng ta trong việc quản lý sâu rầy và cung cấp các loại dinh dưỡng cho cây trồng. Ví dụ như 50% cây trên vườn đang lụa, 50% cây đang nhú đọt rộ, chúng ta phun kéo đọt thì những cây lá lụa hầu như không có ý nghĩa. Và nếu chúng ta phun già lá, xanh lá thì những cây đang nhú đọt lá sẽ nhỏ và nhanh già. Như vậy, thời điểm này bà con có thể bón lưng. Vì sao phải bón lưng ở thời điểm này? Bón lưng ở thời điểm này, nếu cây nào lá già rồi thì sẽ chậm đi đọt lại. Cây nào đang lụa hoặc đang mở lá thì sẽ già nhanh hơn. Chúng ta sẽ kéo gần khoảng cách chênh lệch cây đọt giữa các cây lại gần nhau hơn. Nếu cây đọt trên vườn của chúng ta lệch xa quá, làm một lần chưa đồng loạt được, thì bà con cứ làm lại tương tự ở các cây đọt sau. Xử lý 1-2 cây đọt thì sẽ đồng loạt. Và loại lưng chúng tôi thường dùng trong giai đoạn này sẽ là lưng humic đạm cá. Loại lưng này sẽ giúp lá cây già và những cây vẫn phát triển khỏe mạnh. Bà con nào không có lưng humic đạm cá thì bà con cũng có thể dùng lưng Long Thành, lưng Ninh Bình cũng được. Nhưng theo cảm nhận của tôi thì hai loại lưng này bón vào tương đối khẩn cây, chỉ thích hợp khi xử lý ra hoa, khi lá đang chuyển lụa. Nếu bà con nào muốn bón hữu cơ thì đây cũng là thời điểm rất lý tưởng. Phân bón hữu cơ là loại phân bón mà cây trồng cần một khoảng thời gian mới sử dụng được. Bà con bón phân hữu cơ vào thời điểm này sẽ là lượng dinh dưỡng chuẩn bị cho cây đọt tiếp theo. Đầu video tôi đã có nói là khi lá già, chúng ta sẽ kích thích cây ra rễ mới để bắt đầu cây đọt tiếp theo. Khi đó, dàn rễ mới ra sẽ ăn lượng dinh dưỡng tồn dư trong đất và lượng phân bón hữu cơ chúng ta cung cấp lúc này. Nếu bà con nào muốn cắt cành tạo tán cũng nên xử lý ở thời điểm lá già. Lúc này cây bị tổn thương cũng không ảnh hưởng đến cây đọt, và khi cắt cành xong, chúng ta có thể phun những loại thuốc bệnh rửa vườn để tẩy rong rêu, nấm hồng như các loại thuốc gốc đồng, bóc đô, vân vân, cũng không sợ ảnh hưởng đến đọt non. Và khi lá già, chúng ta cũng có thể tưới ngừa thuốc bệnh dưới rễ. Phòng bệnh vẫn hơn là chữa bệnh. Các hoạt chất thuốc có thể sử dụng và dễ dàng tìm kiếm trên thị trường để tưới gốc như Mertalocin, Zinc-Ethoramoph, Phosphatidylanumium, Phosphonet. Sau khi rửa rễ sạch bệnh, 3-4 ngày sau chúng ta quay trở lại tưới kích rễ hạ phèn. Xử lý đến đây, đất tốt, rễ khỏe, dinh dưỡng hợp lý theo từng giai đoạn, thì không có lý do gì để cây trồng của chúng ta không phát triển khỏe mạnh. Mong rằng những chia sẻ của tôi ở video này có thể giúp bà con chăm sóc tốt cho vườn sầu riêng của mình, tranh thủ để thu hoạch trái với người ta. Xin chào quý bà con.